thiên nhiên làm bằng cao bí đao này, rượu gạo và mật ong rừng á, hoàn toàn bằng thiên nhiên nên là rất an toàn cho phụ nữ mang thai và phụ nữ sau khi sinh nha. Chứ sử dụng thường xuyên là da mình sẽ giúp đỡ chân lông này, giảm nám, giảm tàn nhang này. Em xài sang hộp thứ hai rồi, hộp trước em xài được hơn 3 tháng mới sang hộp thứ hai này. Rất thích nha, chưa mọi người đắp lên rồi nằm ngủ chưa, rất chỉ là hợp lý.